Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Ngày hôm nay chúng ta có ở trong căn phòng chật hẹp này, có một số những lý do. Lúc 3 giờ chiều họ có cái buổi biểu diễn ballet. Thấy ra họ cần có thời gian tập ở ngoài và chuẩn bị. Chúng ta vào trong phòng nhỏ này. Cho nên tôi hy vọng bài giảng ngày hôm nay ngắn gọn. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em về một cái đề tài. Đề tài này nó rất là quan trọng cho mỗi chúng ta hiểu thế nào gọi là sự tự do. Hai từ tự do. Vì có rất nhiều những con người hiểu không đúng, thành ra họ trở thành phạm pháp. Có rất nhiều người họ cần phải hiểu rõ thế nào là tự do. Chúa tạo dựng ra mỗi chúng ta là một tạo vật được tự do trong suy nghĩ, trong ý chí. Cá đến ngày hôm nay vẫn bơi ở dưới nước, không có con nào nhảy lên bờ. Chim ngày hôm nay vẫn bay. Nhưng riêng có con người, Chúa tạo dựng ra giống như hình và tượng của Ngài để thờ phượng Ngài. Họ được Chúa ban cho quyền tự do, đã lựa chọn chống lại Ngài. Nhưng Ngài cũng biết hơn nữa rằng đằng sau đó, sau nhiều thế kỷ, có một nhóm người đã tự do lựa chọn tin Ngài và hầu việc Ngài là mỗi chúng ta tại đây. Thật ra một báu vật vô cùng quý giá từ Đức Chúa Trời, đó là sự tự do lựa chọn mà Ngài ban cho tôi và bạn. Cho nên không một người nào, kể cả tôi và bạn ngồi tại đây, được đụng chạm quyền tự do của người khác. Thiên đàng và địa ngục là hai cái nơi thật là tuyệt vời và kinh hoàng. Chúa yêu con người đến mức độ chết trên thập tự giá vì họ. Nhưng bạn không tìm thấy trong chỗ nào kinh thánh Ngài ép một ai đó phải vào thiên đàng. Chúa luôn luôn nói, hãy lựa chọn, hãy tin ta, chứ không phải là phải tin ta. Bạn được quyền lựa chọn lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Đó là quyền của mỗi chúng ta. Thật ra ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai cái từ tự do đó. Tự do trong mối quan hệ với những người khác. Sách Philip đoạn 2 câu 13. Philip đoạn 2 câu 13. Lời Chúa dạy chúng ta như sau này. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi từ cảm động. Đức Chúa Trời, Ngài cảm động lòng anh em. Hallelujah. Từ cảm động này rất là đặc biệt, không phải ép buộc. Có một người họ nói rằng người lãnh đạo giỏi là người biết cách khiến cho người đi theo vui lòng làm điều mà trước đó người đó không muốn làm. Như vậy, Chúa cho chúng ta một khuôn mẫu. Ngài cảm động lòng. Ngài cảm động lòng. Bởi Đức Thánh Linh, Ngài thuyết phục trong lòng của bạn. Ngài làm từ bên trong lòng của bạn, cho bạn hiểu được nó tốt, nó hay, để bạn vừa muốn, vừa làm theo điều đó. Không có sự ép buộc nào mà khiến cho tiềm năng trong lòng của người thực hiện được bung ra. Càng ép, bạn có thấy cái vại dưa muối không? Khi ép vào càng thối, tiềm năng không phát triển được. Sự tự do khiến cho tiềm năng phát triển. Người ta nói một hai chục năm nữa, có thể kinh tế Trung Quốc, quân sự Trung Quốc sẽ mạnh ngang bằng với Mỹ. Kinh tế bây giờ nó đang mạnh, rất là mạnh. Nhưng hay là nghe họ nói này, nhưng quyền lực mềm của Trung Quốc sẽ không bao giờ bằng được Mỹ một hai thế kỷ nữa. Thế nào là quyền lực mềm? Quyền lực mềm đó là sự tự do trong suy nghĩ, sự tự do trong phát minh. Cái đó nó đòi hỏi bạn phải có mối quan hệ trong xã hội. Bạn phải có những điều kiện để cho cái con người đó họ không bị uất, họ không bị kìm nén. Bởi vậy cho nên Đức Chúa Trời, Ngài cảm động lòng chúng ta để vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đọc kỹ hơn, chính xác hơn, lời Chúa dạy rằng Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta để chúng ta tự do thực hiện điều theo ý tốt của Chúa mà lòng vừa muốn vừa làm. Mọi người hiểu không?
Mọi người hiểu không ạ? Và tôi ước ao hội thánh chúng ta hãy xin Chúa cho cách hành động như vậy. Tôi tin Đức Chúa Trời kêu gọi hội thánh. Tôi tin Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi một ban ngành trong hội thánh. Tôi tin Đức Chúa Trời kêu gọi hội thánh có những cái ơn. Và Chúa luôn luôn sắp đặt những con người vào những vị trí đó bởi tấm lòng tình nguyện. Amen. Chúa cảm động lòng chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cô-rinh-tô 1 đoạn 9. Cô-rinh-tô 1 đoạn 9. Ông Phao-lô ở đây cũng nhắc về sự tự do. Và sự tự do này hướng tới điều gì? Chứ không phải sự tự do phạm pháp. Câu 19. Và tôi đối với ai cũng vẫn cũng là được tự do. Nhưng mà tôi lựa chọn, tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Mọi người thấy không? Ông nói rằng, đối với tất cả mọi người tôi đều là có thể sống tự do được. Tôi sống theo tôi muốn. Nhưng vì mục đích để cứu được nhiều người hơn vào nước trời, cho nên tôi đành phải phục mọi người. Ông nói tiếp câu 20. Với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp. Vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Đây là Kinh Thánh mà chúng ta ít được nghe giảng dạy. Có nhiều khi chúng ta thấy Phao-lô là người rất là thẳng, rất là mạnh. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào đoạn Kinh Thánh này, đó là Phao-lô viết đấy. Hãy lắng nghe, Phao-lô viết trong trong Tê-sa-lô-ni-ca. Đối với loại người ăn ở bậy bạ, ông ấy răn bảo. Đối với những kẻ ngã lòng, ông đến ông nâng đỡ. Đối với những kẻ yếu đuối, ông đến ông động viên. Còn đối với mọi người, ông ấy nhịn nhục. Hãy nhớ điều Phao-lô dạy. Được sức giàu từ Đức Thánh Linh, mỗi một đối tượng, bạn cần phải biết cách cư xử. Và lời Chúa nói rằng Phao-lô, vì mục tiêu cho họ được vào nước trời, ông đã biết cách. Bởi sự khôn ngoan từ trời, đừng nói là tâm lý. Bởi sự sức giàu từ trời, bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ông ta biết cách để cảm động lòng con người, để họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời. Đối với những kẻ không luật pháp, ông ấy sống như người không có luật pháp, mặc dù ông ấy có luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa là đối với những kẻ chích thuốc phiện ma túy, bạn phải vào chích một liều cùng với họ, không phải. Đừng khinh bỉ họ. Đối với những người bán thuốc lá lậu ở ngoài kia, bạn hãy thông cảm với họ hơn là chỉ trích họ. Không nhất thiết bạn phải hút thuốc lá cùng với những kẻ nghiện thuốc lá. Không nhất thiết bạn phải hít bột đá cùng với những kẻ hít bột đá. Nhưng lời Phao-lô nói rằng ông hạ mình, không phải đứng ở trên vị trí cao nhìn những người ở dưới thấp. Đối với những người yếu đuối, ông sống như những người yếu đuối, mặc dù ông không hề yếu đuối. Mọi người hiểu không? Để làm sao mục tiêu cứ một vài người trong số họ. Có nhiều khi tiêu chuẩn chúng ta sống quá thánh sạch. Thế ra nhìn một điều gì đó hơi ngứa mắt một chút đã là chúng ta chịu không được rồi. Bạn rõ ràng đã từng hít giết thuốc lá một ngày vài bao. Nhưng mấy năm vừa rồi bạn tin Chúa. Bạn được thay đổi. Bạn nhìn thấy một ai đó đến hội thánh. Họ ra ngoài giết thuốc. Bạn thấy ngứa mắt. Ra quạt một bài. Và những người đó đã biến mất khỏi hội thánh. Xin lỗi bạn. Nếu ai đó trước đây 7 năm xử với bạn như vậy, liệu ngày hôm nay bạn có còn ngồi trong hội thánh hay không? Có một cô gái đến hội thánh mặc váy ngắn. Dạ tất nhiên.
Tất nhiên là họ mặc váy ngắn, bởi vì họ đã biết tiêu chuẩn của hội thánh thế nào đâu. Họ đến hội thánh, chúng ta tập trung lại đánh hội đồng. Tôi không nói ở Berlin. Ở Berlin không có, ở bên Nga. Đánh hội đồng. Dạ, tại sao? Tại sao chúng ta không nhìn vào bản thân chúng ta? Bạn thử nhìn lại xem. Bạn còn nhiều lỗi lắm, mà chỉ đơn giản kẻ đó không nhìn thấy lỗi của bạn thôi. Chúng tôi nhóm bên hội thánh Nga được khoảng độ 3 tuần. Cái người mục sư đang chuẩn bị sang Ấn Độ truyền giảng làm giáo sĩ. Ông ấy đi từ Siberia trở về đó, và bây giờ ông tạm thời ngồi gác cái tòa nhà mà chúng tôi thuê đó, ở tổng hội ngũ tuần. Chúng tôi thường đến sớm một tiếng, ông mời tôi vào cái phòng đang ngồi gác đó. Ông nói rằng, tôi nói với anh nhé, 3 tuần tôi để ý các anh nhóm ở đây, các anh không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời, các anh là một hội của những người tội lỗi. Tôi bảo, ông nói rất là chính xác. Tôi hỏi, ông đưa cho tôi những quan điểm nào mà ông trục mũ hội thánh này là hội tội lỗi? Ông nói rằng, tôi nhìn thấy một số đứa ở trong này ra ngoài hút thuốc lá. Còn hội này nhá, toilet của chúng tôi nó đặt cái chân lên. Tôi bảo, thế bây giờ ông khuyên tôi phải làm gì? Ông nói rằng, nếu như không thay đổi được, trong vòng 1-2 tuần nữa tôi sẽ đề nghị cho ông mục sư trưởng ở đây đuổi ra khỏi đây. Đây không phải là hội thánh, đây là hội tội nhân. Tôi nghe ông nói thêm 15 phút nữa chỉ trích. Tôi nói rằng, thưa ông sắp tới sang Ấn Độ truyền giáo. Mỗi lần tôi đi họp, chúng tôi cầu nguyện cho ông. Nhưng tôi nói với ông biết rằng, nếu ông muốn truyền giảng cho một dân tộc khác với dân tộc Nga, thì ông cần phải hiểu họ sống như thế nào. Tôi không cần nói người Việt Nam chúng tôi, mà ngay cả nước Nga của ông này, ngoại ô, ở dưới Siberia, người ta cũng không có toilet giật cầu đâu. Họ cũng ngồi cả hai chân lên đấy. Tôi nói với ông biết một điều. Những người mới đến, họ vẫn hút thuốc ở ngoài. Nhưng mà tôi nói với ông biết rằng, ông và tôi là những mục sư có những tội kín dâu ở trong phòng kín đó. Ông có công nhận với tôi không? Ông hay vào xem internet đúng không? Cái tội đó trước mặt Đức Chúa Trời còn kinh hơn là tội giết thuốc lá vụt như vậy. Thật ra tốt nhất chúng ta hãy có lòng nhân từ với những con người khác. Tôi nói với ông biết tiếp một điều nữa này. Chúng ta đã bao nhiêu năm tin Chúa và hầu việc Ngài rồi, chúng ta có nghệ thuật che giấu tội. Còn những con người này, họ chưa được học nghệ thuật che giấu tội, thành ra tội họ mới lộ ra như vậy đấy ông ạ. Hãy nhân từ với nhau hơn. Tôi nói như vậy không phải để ủng hộ, để cho họ hút thuốc tiếp, nhưng chúng tôi biết chiên của chúng tôi và biết cách của chúng tôi. Xin ông hãy độ lượng hơn. Bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi. Amen. Phao-lô, ông nói rằng, ở với những loại người như vậy, ông sẽ tìm cách để cứu thêm nhiều người vào nước trời. Tôi nhớ cái ngày mà tôi muốn mẹ tôi, mẹ nuôi Mama Zhenya nổi sưng cọ lên để chửi bới tôi đó, để tôi sẽ vạch mặt nạ ra là yêu thương cái kiểu gì. Tôi nói rằng, Mama, có cả 3 bạn nữa, nếu Giê-xu của mẹ cho phép con hút thuốc uống rượu, con sẽ đến với Giê-xu ngay. Tôi đợi từ miệng của 2 người mẹ đó sẽ phun ra những lời độc địa và đuổi tôi. Nhưng tôi đang ngồi đợi như vậy, nhìn thấy 2 con người ở ngồi đi văng đối diện với tôi, 4 giọt nước mắt chảy trên mắt của họ rơi xuống gò má. Tôi nhìn thấy họ khóc. Họ nhìn tôi và họ khóc. Tôi lại gần. Tôi bảo, Mama, có chuyện gì không? Bà nói với tôi rằng, Trần, con hút thuốc bao nhiêu con muốn, uống rượu bao nhiêu lít con cần, nhưng mẹ chỉ khuyên con hãy tới với Giê-xu như con có thế nào, hãy đến với Ngài như vậy, đừng cố tự thay đổi. Con không thể tự thay đổi được đâu, con phải gặp Chúa Giê-xu con ạ. Bởi vậy bạn ơi, kẻ nghiện ngập rượu thuốc lá, kẻ mà ăn mặc váy ngắn, họ và bạn chỉ khác có một điểm thôi. Đó là bạn có Ngài, còn họ chưa có Ngài. Thành ra việc của bạn đừng nói từ cấm, không, phải, mà hãy làm sao cho họ tới gặp Chúa Giê-xu. Và khi gặp Chúa Giê-xu rồi, tự Ngài kéo váy của họ dài ra. Amen. Tự Ngài
sẽ lấy điếu thuốc trên môi vứt đi. Tự ngài sẽ bỏ cốc rượu ở trên miệng của họ. Ngài có cách nói của ngài tốt hơn bạn. Amen. Tôi nhớ cái ngày tôi tin Chúa Giêsu trở về. Cũng vào cái ngày này, vào cái tầm này 22 năm trước, tôi đã tin Chúa Giêsu trở về trước mặt mẹ tôi và hội thánh. Nhưng mà sau đó vẫn hút thuốc à? Tôi có gặp Chúa đâu? Chỉ lên tuyên xưng ra miệng như vậy thôi, vẫn rít thuốc. Và tôi gặp một thằng bạn, cậu đã tin Chúa trước tôi 2 năm rồi. Nó là kẻ mà nghiện xì ke ma túy 15 năm mà ngồi tù, bây giờ ra rất là nóng cháy. Mỗi lần gặp với tôi cái chần thổi vào mặt tao cái, tôi thổi mặt nó, lại hút thuốc phải không? Không được hút thuốc. Mỗi lần gặp nó ở hội thánh, thổi vào mặt tao cái, tôi nhìn thấy hắn ta từ xa thì biết ngay là policy chuẩn bị kiểm tra rồi. Tôi bắt đầu thủ kẹo cao su trước hội thánh khoảng 100-150 mét, vút thuốc lá, uống một cốc nước và lấy kẹo cao su nhai nhom. Nó bảo thổi vào mắt, không hút thuốc nữa rồi, tốt đấy. Tôi đã lừa được một tên và tôi phạm thêm một tội nói dối. Mọi người hiểu không? Khi bạn đưa ra luật pháp, sẽ có những kẻ luôn tìm cách lách luật. Lắng nghe tôi nói này. Bạn đưa ra luật pháp, sẽ có những con người luôn tìm cách lách luật. Và khi lách luật, họ phạm thêm một tội nữa, đó là tội đạo đức giả hay là giả hình. Bạn ơi, xin đừng đẩy người ta phạm tội thêm. Amen. Xin đừng đẩy người ta phạm tội thêm. Bạn bắt người ta mặc váy dài, nếu như họ chưa gặp Chúa, đến hội thánh họ sẽ mặc váy dài, về đến nhà liệng váy dài, mặc váy nhanh đi nhảy disco. Và như vậy khó sửa họ hơn là hãy để cho họ sống như họ có. Còn bạn làm sao cho họ gặp ngài, cái đó mới là điều quan trọng. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, hãy làm sao cho họ gặp Chúa Giêsu. Hỏi thêm họ một câu nữa, còn bạn đã gặp Chúa Giêsu chưa? Những kẻ đã gặp được Chúa rồi thì biết được cách Chúa làm với bạn như thế nào rồi. Và nếu như bạn biết Chúa làm với bạn như thế nào rồi, thì bạn phải hiểu được rằng Chúa làm cách đó với họ tốt hơn bạn làm điều đó với người ta. Hallelujah. Có mạnh quá không? Quay sang lân cận nói rằng, không mạnh lắm đâu. Ok. Một lần nữa, có ai đó nói rằng tôi được tự do làm cái gì tôi muốn làm. Hãy cùng tôi giờ Cô-rinh-tô 1 đoạn 6. Xót xa làm sao khi có những con người mà bao nhiêu những con người khác in truyền đạo đơn để làm chứng cho đến được nhà thờ thờ phượng Chúa. Chỉ một câu nói của bạn, một cách vô tình mà thậm chí bạn còn quên nữa cơ. Sau 5 phút bạn quên câu nói đó rồi, một linh hồn đã lập tức rời khỏi hội thánh. Bạn phải biết, đã có những người phạm tội tà dâm trong hội thánh này. Có những người họ nhắc tôi rằng người đó cặp bồ phạm tội tà dâm. Tôi nói rằng hãy để cho họ thêm thời gian nữa trong hội thánh này. Hãy để cho họ được gặp Chúa Giêsu. Và chính tôi sẽ gặp gỡ thẳng để nói chuyện với họ. Và khi họ biết ân điển của Chúa rồi, họ biết phép lạ Chúa làm rồi, họ biết tình yêu của Chúa rồi, mọi người họ khóc đấy. Khi họ không chịu thay đổi, đó là việc của họ. Còn khi họ chưa gặp Chúa, làm sao mà họ có sự lựa chọn nào khác? Amen. Kẻ đang đói, bạn không thể nói cấm đói, không được đói, mày phải no. Bạn la như vậy, ra lệnh như vậy, làm sao họ hết đói được? Hãy cho họ ăn. Hãy cho họ ăn. Thì cái miếng bánh mì ở trong thùng rác có giòi đó, họ sẽ tự khắc bỏ đi. Hãy cho họ uống. Thì cái nước ở ao tù tại Hà Nam họ không còn uống nữa. Khi họ được uống nước cốc nước chanh mát của bạn đưa cho họ, hãy cho họ cái gì tốt hơn, họ sẽ bỏ cái tồi tệ kia. Đừng có ra lệnh. Amen. Hallelujah. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho anh chị em sự khôn ngoan và tấm lòng. Hãy cầu nguyện cho chúng ta đầy sự khôn ngoan. Cô-rinh-tô 1 đoạn 12, Chúa nói rằng,
Nếu ai mà làm cho một đứa trẻ này mất đức tin thì buộc cối đá vào cổ mà quẳng xuống đáy biển. Có một mục sư nói rằng có những loại quẳng xuống dưới đáy biển mà buộc cối đá quẳng đó, Chúa cấm luôn cái biển ở trên, cấm câu cá ở đây, có nghĩa là không vớt được nữa. Đã quẳng xuống rồi không ai vớt nổi. Chúa mà đã quẳng thì không ai vớt nổi, mọi người hiểu không? Rồi cho nên chúng ta xin Chúa sự khôn ngoan. Nếu muốn hội thánh 1.000 người thì chúng ta phải học cách không thỏa hiệp với tội nhưng hãy yêu tội nhân. Không thỏa hiệp với tội nhưng hãy yêu tội nhân. Không thỏa hiệp với tội đồng tính luyến ái nhưng hãy yêu kẻ đồng tính luyến ái. Đưa họ tới với Chúa Giêsu để Chúa giải phóng họ. Còn nếu bạn xỉ vả họ thì họ làm sao gặp được bác sĩ mà chữa? Chưa gặp bác sĩ đã chạy rồi thì làm sao họ được chữa bệnh? Thế thì hãy cho họ gặp Ngài anh chị em ơi. Hãy cho họ gặp Ngài anh chị em ơi. Hãy cho họ gặp Ngài như bạn được gặp Ngài vậy. Hãy nhịn nhục với họ như bạn được ai đó nhịn nhục vậy. Tôi nài xin anh chị em bởi sự thương xót của Chúa. Hay vì cơ huyết của Chúa Giêsu đổ trên thập tự giá, mà vì linh hồn của họ. Hãy mềm mại hơn, uốn lưỡi xin Chúa khi nói một điều gì đó gọi là khuyên bảo người ta. Kinh Thánh một đoạn 6 câu 12. Đây cũng là Phao-lô nhá. Lời Phao-lô nói rằng mọi sự tôi được tự do làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi đều được tự do làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục tôi được. Giờ sang trang bên cạnh, đoạn 10 câu 23. Đây là 5 nguyên tắc. Quyển tôi một đoạn 10 câu 23. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Hai câu kinh thánh tôi đang muốn chia sẻ trước khi kết thúc bài giảng ngày hôm nay tại đây. Hai câu kinh thánh này đưa chúng ta 5 nguyên tắc quan trọng trong sự tự do. Phao-lô nói, điều đầu tiên, mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng không phải việc gì tôi làm cũng có ích lợi cho người khác và nước trời. Hãy suy xét trước khi bạn làm, nó thực sự có mang lại lợi ích cho nước trời, cho người đó hay không. Hai, mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng không phải việc gì cũng đến từ động cơ yêu thương. Bạn có thể rời núi được, bạn có thể có đức tin được, bạn có thể cầu nguyện tiếng lạ được, nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả con người và thiên sứ, nhưng nếu không có tình yêu thương. Bạn nói đúng lắm đấy, Pharisee nói đúng lắm đấy, lời của Ngài, nhưng nếu không bởi động cơ tình yêu thương thì con người không được gây dựng. Mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng đặt câu hỏi bắt đầu đến từ tình yêu thương chưa? Mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng không phải việc gì tôi làm cũng để nó bắt phục tôi hay tôi làm nô lệ cho nó. Có ai đã hỏi tôi rằng, mục sư ơi, Chúa có cấm uống rượu không? Tôi bảo Chúa không cấm uống rượu. Chúa không cấm uống rượu. Nhưng Ngài nói rằng rượu gây cho luông tuồng, rượu làm cho con người mất khôn, rượu mang tới hoạn nạn. Có gì cấm đâu. Chúa không cấm bạn xuống hỏa ngục mà. Hãy lựa chọn sống và chết. Chúa đặt trước mặt chúng ta sống và chết. Hãy lựa chọn đi. Chứ Ngài không cấm bạn, vì bạn được quyền tự do lựa chọn mà. Còn nếu mà Ngài cấm bạn thì bạn khác gì cái robot được lập chương trình sẵn trong đầu. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải việc gì cũng làm gương tốt cho người khác. Tôi được quyền tự do. Trời nóng mùa hè mặc quần đùi giảng ngày Chủ nhật trước mặt anh chị em. Nhưng thử hỏi một người mục sư trước mặt bố mẹ anh chị em, người thân từ Việt Nam sang đến nhóm, mặc cái quần đùi mà lại còn quần đùi rách, thì thử hỏi nó có gây gương sáng cho người khác không? Ai cấm tôi đeo cái vòng lủng lẳng bằng vàng ở mũi này, nhưng nó có gây gương sáng không? Ai cấm tôi không uống một cốc bia? Chả có ai cấm tôi cả. Nhưng tôi tự do lựa chọn. Chúa ơi, bắt đầu từ ngày con gặp Ngài, con sẽ không bao giờ để một giọt bia, giọt rượu vào miệng của con nữa. Không ai cấm tôi, nhưng cái mặt đỏ vừng như vậy ra ngoài trò chuyện, chào Chúa,
bạn có thể ngồi nghe một con người nói đạo đức, trong khi chén chú chén anh, mày cưa đổ nửa chai, tao cũng cưa đổ nửa chai, hãy đến với Chúa nha, Chúa yêu thương mày lắm đấy. Tôi thử hỏi, người ta có nghe được sứ điệp yêu thương như vậy không? Từ một con người rất tỉnh táo trên thập tự giá, mà bạn say liềng xiềng để làm chứng về Chúa Giêsu tỉnh táo đó. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại. Bạn thử tưởng tượng ai cấm tôi rít thuốc lá để làm chứng hay truyền giảng. Tôi cũng rít. Mày mấy chữ O, một hơi mấy chữ O, được 5 cái, tao 6 cái đây này. Giêsu yêu lắm đây. Ân điển ngài rất là giàu. Thử hỏi cái kiểu như vậy có gây gương sáng không? Phaolô còn nói rằng mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng không phải cái gì cũng gây dựng được người khác. Cho nên 5 nguyên tắc, 5 nguyên tắc có liên quan tới sự tự do của bạn. Phaolô nói tôi tự do với mọi người, nhưng vì những linh hồn được cứu vào nước trời, tôi bèn phục, có nghĩa là chịu khổ vì họ đấy. Tôi nhớ cái ngày hai vợ chồng tôi, trước đó ngày hôm sau làm lễ đám cưới, thuê một cái phòng ăn của một cái viện dưỡng lão, có một cái hội trường rất là rộng. Tôi với vợ tôi chạy để xem cái phòng cưới ngày mai. Gần đến cổng thấy một bà già không biết có bao nhiêu tuổi ủn cái xe rất là chậm rễ như vậy này, đi lên cái dốc. Chúng tôi chạy qua rồi tôi mới nhớ ra, ô cái bà này cần phải giúp đỡ lên dốc. Hai vợ chồng tôi chưa cưới chạy xuống giúp đỡ, lòng thì muốn nhìn phòng cưới mà lại giúp cái bà già đi với tốc độ chắc là 500 mét một giờ, tôi một bên, vợ tôi một bên cầm cái nách của bà đi. Đi được vài bước tôi mới giật mình hiểu ra một điều, người đàn bà này rất là yếu đuối và già. Thật ra nếu đi theo tốc độ của người khỏe thanh niên như tôi và vợ tôi, đến cái cửa kia lên núi là bà cũng đi luôn. Và bắt đầu chúng tôi bắt đầu đi chậm lại, đi chậm lại theo đúng tốc độ. Tôi không làm mình già như cụ già đó, nhưng tôi đi chậm lại mặc dù tôi có sức khỏe từ bên trong. Mọi người hiểu không? Đi chậm lại cũng tốc độ 500 mét một giờ của người đàn bà đó, mặc dù lòng ước ao nhanh nhanh xem phòng cưới đó. Phaolô nói rằng đối với những người yếu đuối, tôi yếu đuối như họ là kiểu như vậy đấy. Đối với những người mà họ đang còn bán thuốc lá lậu ở ngoài kia, thập thò, mặt của họ đen xịt bởi vì nắng chiếu mưa dầm. Bạn ăn mặc lịch sự, nhìn thấy bạn họ đã tìm cách họ lùi rồi. Bạn à, phải túm ngay cái bọn này, thánh nhân đang đi đây, bọn tội phạm. Không, không nên có thái độ như vậy. Hãy giúp họ một cái điều gì đó, mua một chai nước cho họ, mua một cái quả gì đó cho họ ăn. Hãy tâm sự với họ xem hoàn cảnh của họ, cầu nguyện để Chúa làm phép lạ cho họ, hơn là chỉ trích họ phạm tội. Amen anh chị em. Có người phạm tội tà dâm, có người phạm tội này phạm tội khác, chúng ta có cách giúp họ không? Hay là chỉ mang bản án tới? Nói thật nhá, cái bản án mà mang tới họ đã nghe cả chục năm rồi. Chỉ có cái ra kiểu gì, thoát kiểu gì, họ chưa được ai chỉ thôi. Bởi vậy cho nên họ đang cần câu trả lời làm thế nào, chứ không phải tại sao lại thế. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thờ cúng, khi họ tới hội thánh, họ vẫn thờ cúng. Và khi bạn mang sứ điệp tới cấm, họ chưa biết Chúa Giêsu cụ thể. Hãy nói cho Giêsu nhiều hơn là chuyện không được cái này, không được cái kia. Và hãy nói với họ, họ được cái gì ở Chúa từ Ngài, hơn là không được cái này, không được cái kia. Và khi họ đã nhận được cái mà họ được, thì những cái kia lập tức loại bỏ. Amen. Bài giảng ngày hôm nay của tôi đưa tới anh chị em 5 điểm quan trọng. 1. Mọi sự bạn và tôi đều được phép làm, nhưng không phải việc gì cũng có ích lợi cho nước trời.
mọi sự bạn được tự do làm, nhưng không phải việc gì cũng đến từ tình yêu thương. Mọi sự chúng ta đều được phép làm, nhưng không phải việc gì cũng bắt phục chúng ta, bắt chúng ta là lôm lẹ cho nó. Mọi sự chúng ta đều được phép làm, nhưng không phải việc gì cũng làm gương sáng cho người khác. Mọi sự ta đều được phép làm, nhưng không phải việc gì cũng gây dựng được người khác. Có những người họ thấy tôi hơi cổ hủ một chút. Khi ngồi tư vấn với một người nữ trong phòng bureau, cửa luôn luôn mở, không ngồi chung. Trời tối cùng với một người nữ, mọi người hiểu không? Khi bạn lái xe ô tô, bạn chở, kết thúc buổi nhóm thờ phượng, bạn chở ai đó về nhà, hãy nhớ thật cẩn thận. Kết thúc buổi nhóm xong, bạn chở trên xe của bạn 4 người, nhưng mà người nữ đó lại là cái người mà xuống cuối cùng. Bạn thử tưởng tượng 11:30, 12 giờ, ô tô xịt đến cửa nhà, chồng đợi vợ, mở cửa sổ nhìn xuống, thấy người nữ yêu mến Chúa nhiệt thành cầu thay đó từ trong xe ô tô chui ra. Bạn ló cổ nói, nhớ cầu thay cho hội thánh nhu cầu nhá. Cô kia cũng, à ok. Người chồng nhìn từ trên xuống, họ nói, thế này là thế nào nhỉ? 11:30, 12 giờ, anh và chị chỉ có một, giải thích kiểu gì? Đấy là chưa kể ai đó chụp hình được, post ở trên Facebook. Nguy hiểm không? Vừa rồi tại Hội Thánh Việt Nam tôi giảng xong, có một cháu bé thanh niên, nữ, đến nói, mục sư ơi, con muốn chụp ảnh với mục sư. Có đứa đã cầm sẵn máy ảnh, thì tôi bảo, này nái, không được. Vì sao? Nó bảo, vì sao? Tôi nói rằng, nguyên tắc của mục sư từ ngày tin Chúa cho đến bây giờ, không bao giờ chụp ảnh chung với một người nữ không phải vợ của mình. Phải đứa thứ ba bước vào, hoặc cả đám thanh niên vào đây chụp ảnh. Nó buồn, thế thì con không chụp nữa. Bảo con đừng có giận. Đó là nguyên tắc của mục sư. Mục sư giải thích thêm cho con, nhưng mục sư không thể chụp ảnh với một người nữ mà không có vợ bên cạnh. Thành ra con thông cảm. Vào đây chụp ảnh cùng thanh niên, khẩn trương. Nó vào nó chụp ảnh cùng. Có thể người ta thấy hơi quá quắt một chút. Nhưng bạn ơi, nó còn nói với tôi rằng, thế mục sư người ta ghép ảnh thì sao? Việc ghép ảnh là việc của người ta. Còn lương tâm của mục sư luôn luôn thanh thản. Vì mục sư không chụp ảnh chung với người nữ nào hết. Có thể hơi cổ hủ một chút, nhưng mà cái đó bảo vệ được tôi và bạn. Mọi người hiểu không? Thế nên có một số những người mục sư được ơn của Chúa đó. Khi họ đến khách sạn, có 2 người phải đi vào trước, kiểm tra toilet, kiểm tra phòng xong hết khách sạn do ông ấy vào được. Mọi người hiểu vì sao không? Vì sao không? Có những người họ đã phục sẵn trong đó rồi, cởi chuông nằm rồi. Khi người mục sư kéo vali bước vào, lập tức máy ảnh xô ra chụp ảnh luôn. Nhiều chuyện kinh hoàng lắm, bởi vì chúng ta đang ở trong thế gian mà. Nó gian như thế đấy. Cho nên chúng ta không thể mà ngây thơ được. Có ai đó khi bạn về Việt Nam, họ gọi điện thoại, mục sư ơi, có một nhóm rất cần mục sư chạy tới, hoặc là anh ơi, cần có một nhóm cần tới, em đến đón anh được không? Xin lỗi, được, nhưng mà đưa người nam tới chở tôi và cho biết địa chỉ trước, người tôi đi cùng, dẫn đi một hồi loanh quanh. Bạn đâu biết cái địa chỉ nhóm là cái gì đâu. Nó vào một cái nhà nghỉ, nhà nào cũng là nhà nghỉ hết á. Nó vào đó nó chụp ảnh quay phim một hồi đó, chỉ thấy anh với cái cô ngồi trong phòng, thế các bạn đâu hết rồi, thì đợi thêm nửa tiếng nữa các bạn tới. Thế là mặt mò à? Tôi không chơi kiểu như vậy. Đưa nam tới, hoặc là hai con đi hai xe tới, chứ mục sư không đi cùng một. Vì sao? Nhiều điều tại sao. Amen. Thấy ra mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng đâu phải việc gì cũng gây gương sáng đâu. Mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng không phải cái gì cũng gây dựng được người khác. Amen. Chuẩn bị kết thúc rồi. Có một đôi vợ chồng, 3 đứa con gái đẻ một thằng con trai. Nhân kỷ niệm 1 tháng tròn tuổi cậu con quý tử, mời tôi đến để dự. Chúng tôi sống cách anh ấy 3 cái nhà ở trong khu ký túc xá, biết tôi 3 năm rồi. Tôi thường sang đó ăn uống khi mà đói. Anh mời tôi giảng ngày chủ nhật xong, tôi đến bị muộn khoảng độ nửa tiếng gì đó, đến muộn. Bước vào có 2 bàn, một bàn toàn nam ở phòng ngoài, phòng trong toàn nữ. Tôi bước vào một hồi, ông đưa ra cầm chén rượu,
rót vào nói: thằng em đã tới với anh. Tôi bảo: dạ, tôi đến để chúc mừng con trai của anh, xin lỗi đến bị muộn. Ông cầm chén rượu đổ chai vodka khoảng bằng một nửa chỗ này. Tôi cầm chén vodka cụng ly. Choeng! Chúc mừng anh, cháu tròn một tháng. Chúc mừng xong, đặt cốc xuống dưới. Ông nói: rượu mà đã ép rồi thì không thể mà bỏ được, phải uống hết cốc. Nó luật nó là như vậy. Tôi nói rằng: anh biết tôi rồi mà. Ông bảo: biết cái gì, uống đi. Tôi mới cầm chén rượu lên, tôi nói: vì anh đã biết tôi, anh đẩy tôi vào cái thế này, cho nên tôi phải nói thẳng. Nói với tất cả những người đàn ông trong căn phòng này, tôi là mục sư Hội Thánh Tin Lành tại Moscow. Tôi không bao giờ uống rượu từ nhiều năm nay rồi. Tôi đặt cốc xuống. Ông ấy mới mấy kiểu: không uống rượu, vô tiểu là đàn bà, đi vào đi kia. Tôi bảo: ok, vui vẻ, đi vào mâm của đàn bà. Vào trong đó có 8 bà vợ không chồng. Còn một mình tôi là không vợ. Mọi người biết vào đó được chiều như thế nào không? Em, cái này ăn ngon lắm, cái này ăn ngon lắm, cái này hay, chị gắp cho em nhé. Dạ. Dạ. Mấy ông dại, chưa là dại. 15 phút sau thêm ông chui vào ngồi cùng với bà của chúng tôi. Tôi bảo: đàn ông đi ra. Đàn ông ra ngoài kia chứ đây là mâm đàn bà. Ông nói rằng đàn ông đàn ông gì thì nó không biết ra gió này, còn được ra gió thì nôn người kia ghê quá. Vào ngồi ăn thêm chút nữa ở trong mâm trong. Lúc sau cái ông chủ nhà nó ra gặp tôi nói: Hùng ơi, ra giúp anh cái, bọn kia nó uống rượu say vì nó năn như kia, nó cãi nhau, ra giúp giải quyết họ anh cái, bây giờ anh cũng mệt quá rồi. Tôi bảo: ok, ra giúp. Ngày hôm sau đến gặp tôi xin lỗi: anh xin lỗi chú, hôm qua anh quá chén thành ra anh mới như vậy. Tôi nói rằng: ông ạ, ông tưởng tôi chưa bao giờ uống say à? Ông đang lừa tôi vào cái thế bắt buộc, hoặc là tôi thỏa hiệp, hoặc là tôi phải nói như vậy, đúng không? Ông đừng chơi xấu tôi như vậy. Ông nói: ông thầy xin lỗi, mình biết nhau. Ông biết nhau thì đừng có làm cái trò đó. Tôi cuối cùng tôi phải công bố trước cái đám rượu đó rằng là tôi không uống rượu. 3 năm sống với nhau rồi, biết tôi không bia uống rượu, mà bây giờ ông đẩy tôi vào cái thế đó. Anh chị em ơi, họ rất là phục bạn vì bạn có tiêu chuẩn sống. Điều gì quan trọng mà dịch giấy hoặc là đi ra công an quan trọng liên quan tới tài sản của họ, họ sẽ mời bạn tới. Bởi vì họ biết rằng bạn không lừa họ. Họ trân trọng mặc dù lúc đó trước mặt bạn bè họ ra vẻ như vậy thôi. Nhưng sâu thẳm lòng của họ, họ ước ao được tính mạnh như bạn có mà không sợ trước mặt nhiều người khác. Bởi vậy cho nên anh chị em, đừng sợ. Amen. Amen Dũng, đừng sợ. Phú Thọ phải uống bằng bát. Mục sư mà là Dũng lúc đó bảo: thế thì lúc mà tôi đang trang trí đây chả thấy các ông đâu cả, bạn bè mà biến mất toàn thì rượu mới có xuất hiện bạn. 5 nguyên tắc anh chị em nhớ chưa? 1. Được tự do làm mọi sự nhưng không phải việc gì cũng có ích. 2. Được tự do làm mọi sự nhưng không phải việc gì cũng bắt đầu đến động cơ từ tình yêu thương. 3. Được tự do làm mọi sự nhưng không để cho cà phê, không để cho đá bóng, không để cho thích xe ô tô, không để cho internet, không để cho Facebook, không để bắt phục mình. Điều thứ 4, được tự do làm mọi sự nhưng không phải việc gì cũng làm gương sáng cho người khác. Được tự do làm mọi sự nhưng không phải việc gì cũng gây dựng được người khác. Amen. Nào mời anh chị đứng dậy cầu nguyện nào. Người mới họ cần gặp Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Bạn được tự do trong cuộc sống này khỏi mọi sự khi bạn phụ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Khi bạn được Chúa cảm động và hướng dẫn, bạn sẽ làm đúng ý tốt và đúng của Ngài mà bạn không sợ, vì kết quả luôn trả lời điều bạn thực hiện. Người ta có thể chu dập bạn, người ta có thể vu khống cho bạn, nhưng nếu như bạn làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì chính Ngài sẽ bênh vực bạn, chính Ngài sẽ bảo vệ bạn, miễn là bạn cần có Ngài. Bởi vậy cho nên hãy đối xử với những người khác như vậy. Hãy để cho Chúa Ngài cảm động lòng của họ. Việc của bạn hãy làm sao cho họ tiếp cận với Đức Chúa Trời. Có Chúa Giêsu, có mối quan hệ với Ngài. Và khi Ngài là bạn của họ rồi
thì Ngài sẽ nói với họ tốt hơn bạn nói với họ nữa. Nhắc lại, việc của tôi và bạn mang Giê-xu tới cho những người thân của chúng ta ở ngoài chợ Đồng Xuân. Còn việc tiếp theo, khi họ đã có Ngài rồi, Ngài sẽ có cách làm việc với họ. Ngài sẽ có cách làm việc với họ. Còn bạn, Chúa nói với bạn điều gì cụ thể? Hãy nâng đỡ họ, hãy chỉ cho họ. Nếu họ ăn ở bậy bạ, hãy đến nhắc nhở họ, khuyên bảo, răn bảo họ thật là cứng. Nhưng hãy nhớ, bạn phải biết ý muốn của Chúa Trời rất là rõ ràng, chứ đừng làm theo tính xác thịt của mình. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì hội thánh của Ngài tại đây. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Chúa của hội thánh này. Mỗi chúng con đều có những lĩnh vực yếu, mỗi chúng con đều có những khiếm khuyết, mỗi chúng con đều có những lỗi lầm, mỗi chúng con hàng ngày vẫn phạm tội. Nhưng Chúa ơi, Ngài nhìn nhục chúng con thế nào? Ngài cũng qua nhiều người bên cạnh chúng con nhìn nhục chúng con ra làm sao? Hãy giúp chúng con biết nhìn nhục với những người khác nữa, làm sao cho họ được thay đổi, gần bên Ngài hơn mới là điều quan trọng. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Chúng con được tự do lựa chọn hầu việc Ngài, tự do lựa chọn vâng phục Ngài và phục mọi người khác, để cho linh hồn của những con người đó được gây dựng và họ được bước vào nước trời, và qua họ gia đình của họ cũng được tới với Chúa nữa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài tới ban ân điển cho chúng con để làm tròn luật pháp. Ngài không đặt luật pháp nặng trên vai chúng con, điều mà Ngài biết rõ chúng con không thể làm nổi. Bao nhiêu thế kỷ qua không ai làm trọn được luật pháp. Hãy giúp cho mỗi chúng con tại đây không đặt luật pháp trên vai của những con người khác nữa. Hãy giúp cho mỗi chúng con, giúp cho anh em chúng con chạy tới với Ngài để nhận ân điển, và mọi sự đều tốt đẹp. Con cảm ơn Chúa. Con cầu xin sự ban phước của Ngài trên mỗi một con người tại đây, trên gia đình của họ. Con giao phó họ trong sự hướng dẫn của Ngài và lời Chúa ngày hôm nay. Hội thánh 1.000 người khi chúng con sống theo đúng lời ngày hôm nay được giao giảng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.